cá nhân của mỗi người đẹp thì họ sẽ có nội dung như thế nào. Xin mời, bây giờ chúng ta tìm hiểu về nội dung Gia Linh trước đi. Cho coi hình đi, tôi khoái coi hình nè. Hình chắc là hình đi diễn nhiều lắm nè. Ê, con mèo. Mèo không? Em có bao nhiêu con mèo nè? Em trên 6 con. Duy ơi. Dạ, em nghe chị. Em ơi, em có quyền hỏi nghe, người ta nuôi 6 con mèo đó. Tao về tao lo nuôi mèo, không có nuôi em à. Em nuôi người ta cho. Rồi con 6 mèo này sao? Dạ được, em nuôi được. Anh hỏi em một câu được không ạ? Là em có kỷ niệm khi đi hát nào mà đáng nhớ nhất với em không? Kỷ niệm đi hát của em thì nhiều, nhưng mà để đáng nhớ nhất là em bị bệnh viêm phổi cấp tính nặng. Wow. Em phải chữa bệnh phổi đấy trong vòng 11 tháng. Và bây giờ sức khỏe đã ổn hơn chưa? Dạ, giờ sức khỏe rất ổn. Bây giờ mình xem qua điện thoại của Dung đi. Con gái thường là mình hay thích coi hình nè, gia đình nè, ăn uống nè, với lại mẹ ăn sao nè. Em có thể cho tụi chị xem được không Dung nha? Dạ được ạ. Cái hình ảnh em đi làm đẹp quá. Bạn Dung có những cái ghi chú gì thú vị không? Đa số là ghi chú của em về những cái ngôn tình đánh dấu, nhắc nhở cho bản thân mình để mình mạnh mẽ, mình phấn đấu trong cuộc sống hơn. Hoàng cảm nhận là giống như bạn đang tự an ủi mình vậy đó, tự nói chuyện với một mình á. Dạ đúng rồi, và em cũng hay có thói quen là đi cà phê một mình. Hai bạn cầm hai cái điện thoại của hai bạn nữ ngoài đây, chúng tôi mời các bạn giải lao trong vòng ít phút. Như vậy là hai chàng trai đã tìm hiểu điện thoại cá nhân của hai người đẹp rồi. Và bây giờ hãy chờ đón xem quyết định cuối cùng của tần số tình yêu đến từ những trái tim này như thế nào đây. Xin mời cả nhà bước lên sân khấu. Dung ơi, chị nghĩ là trước khi cái bạn chính có gọi không, mình nói một câu nào. Nói chung là tình yêu hay tình bạn gì cũng đều bắt nguồn từ cái duyên. Nếu như mà anh có số thì anh cứ gọi cho em. À, quyền quyết định của chính bây giờ là có gọi hay không. Em hãy suy nghĩ thật kỹ ha. Chuẩn bị 10 9 8 7 6 5 4. Thật sự thì hôm nay nó cũng hơi khó với em, bởi vì mỗi anh có một cái yếu tố mà bản thân em cần muốn tìm hiểu sâu hơn. Anh số 2 là anh Duy Chính nè. 3 2 1 và không có tần số tình yêu. Tại sao em không gọi? Trước tiên thì em cũng gửi lời xin lỗi đến bạn nữ trước. Cái giờ sinh hoạt của bạn với cậu em rất là khác nhau, nên đôi khi là cái thời gian mà hai người dành cho nhau sẽ không có được. Nên em cũng rất là sợ khi cái điều đó xảy ra thì em sẽ không có thời gian dành cho bạn nhiều. Nên em nghĩ là trước mắt thì cứ làm một người bạn trước đi, tiếp theo mình sẽ tính tiếp cũng được. Mời Dung quay lại. Là hai bạn gặp nhau. Rồi bước lên em, gặp mặt nhau rồi, giờ nói câu gì coi. Đầu tiên anh thấy em thì em rất là xinh và em cảm ơn. Thì anh nghĩ là ngày hôm nay chúng ta chưa có duyên, nhưng biết là sau thì chúng ta sẽ có duyên thì sao. Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Cảm ơn hai tụi em. Rồi, dạ, cảm ơn các bạn. Tạm biệt. Và xin hứa cho anh rồi. Ai chà, hồi hộp nữa. Bây giờ chúng ta đến với cặp đôi tiếp theo, chờ đợi xem là sẽ có bắt sóng được tần số tình yêu hay không. Anh Di ơi, anh có nghe thấy em nói anh không? Anh đang nghe. Em biết là cả em và anh đều đã từng gặp rất là nhiều chuyện khó khăn. Sau này mình có thêm một người bạn nữa để san sẻ khó khăn thì em mong người bạn đó sẽ là anh. Trời đất. Đó, cũng chủ động luôn rồi đó. Người ta mở cửa rồi kìa, bật đèn xanh rồi kìa. Rồi mời Linh Gia Linh giơ cái điện thoại lên ạ. Và quyền quyết định bây giờ sẽ là Duy. Mời gia đình nội ngoại em đi nữa. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 và đã có tình yêu, tần số tình yêu.
giữ trái tim này nhớ nha, đám cưới đám hỏi nhớ mời hai tụi chị. Em có một điều muốn nói nữa với Linh là anh sẵn sàng quay lưng với tất cả nếu em lúc đó đang cần anh. Trời ơi, căng thẳng thấy chưa, ngôn tình chưa, anh sẵn sàng quay lưng tất cả nếu lúc đó em cần anh, chỉ có trong tần số tình yêu thôi. Hãy nhớ giờ phát sóng của chúng tôi nha, 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình Tần Số Tình Yêu được thực hiện bởi đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chỉ cần nghe tiếng gào thét la lối của nội ngoại hai bên là biết anh chàng điển trai như thế nào rồi. Mời giới thiệu về mình ạ. Em tên là Trần Nhật Tuấn, năm nay em 24 tuổi. Hiện em là diễn viên, bên cạnh việc đi làm diễn viên thì em cũng có học thêm khóa về đạo diễn, cũng như là làm các hiệu ứng về hình ảnh và âm thanh cho phim. Vậy là tiên kỳ, hậu kỳ là bạn ấy tham gia hết. Rồi, con bạn. Xin mời bạn. Tên là Thanh Sang.